Chính phủ Tây Tạng lưu vong kêu gọi Trung Cộng giải quyết các vụ tự thiêu, tin từ Dharamsala. Từ thành phố Dharamsala của Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Tây Tạng lưu vong, ông Pempa Serin đã kêu gọi chính phủ Trung Cộng giải quyết các vụ tự thiêu. Ông Serin cũng yêu cầu Trung Cộng xem xét lại quan điểm của mình về Tây Tạng và nhà lãnh đạo tinh thần Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông Serin cũng nói rằng tổ chức ân xá quốc tế nên được cho phép vào thăm Tây Tạng và liên lạc với các nhà lãnh đạo Tây Tạng lưu vong để giải quyết vấn đề. Tình trạng của Đài Loan và tình hình nhân quyền tại Tây Tạng là những vấn đề chính trị gây tranh cãi đối với Trung Cộng. Các vụ tự thiêu tại Trung Cộng để phản đối sự cai trị của Trung Cộng tại Tây Tạng đang ngày càng làm gia tăng căng thẳng trong những tháng gần đây.